Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Hôm nay tôi cậy ơn Chúa sẽ chia sẻ cho anh chị em một cái đề tài với cái tựa đề là vì sao cần sự giải cứu và sự giải cứu dẫn chúng ta đến đâu. Chúng ta sẽ nói về điều này và nói về điều này. Như câu kinh thánh học thuộc lòng ngày hôm nay đó, anh chị em nhìn thấy trong đó Chúa nói nhắc đi nhắc lại hai lần, đó là chúng ta cần phải được tự do. Dèm thấy không ạ? Các ngươi biết lẽ thật và lẽ thật sẽ làm cho các ngươi được tự do. Rồi câu 36 chép rằng nếu con mà hành động vẫn hành đúng chánh thì các ngươi sẽ được tự do. Như vậy rằng từ câu kinh thánh đó chúng ta thấy rằng sự tự do là điều mà Chúa Giêsu quan tâm. Khi một con người đến với Ngài, điều Ngài quan tâm là người đó phải được tự do. Người đó phải được tự do. Vì sao vậy? Bởi vì con người chưa được tự do. Con người có cái nhu cầu để được tự do. Con người đang ở trong cái tình trạng cần được sự giải phóng. Cho nên cái chủ đề chính của Chúa Giêsu đến thế giới này để Ngài rao giảng là Ngài rao giảng một phúc âm để cho con người được tự do. Chủ đề chính. Anh chị em đọc trong bốn sách Tin Lành sẽ thấy bất kể nơi nào Chúa Giêsu đi, bất kể con người nào Chúa Giêsu gặp, bất kể cái tình huống nào mà Chúa Giêsu tham gia, thì cái kết quả cuối cùng là những con người đó nhảy múa vui mừng, được chữa lành, được giải phóng, được phục hồi tất cả những gì đổ vỡ. Cái thành phố nào mà Chúa Giêsu đến thì Kinh Thánh chép rằng là người ta đem người bệnh, người tật, người bị quỷ ám, người bị bại sụi, người điên khùng đến tất cả thành phố, và Kinh Thánh chép là Ngài chữa lành cho hết thảy. Và vùng đất đó được vui mừng, vui mừng và nhảy múa. Cho nên tại sao Chúa Giêsu lại quan tâm đến điều đó? Bởi vì ý muốn ban đầu của Đức Chúa Trời là muốn cho con người sống một cuộc đời cai trị tất cả những tạo vật mà Chúa dựng lên và kết quả trong đời sống của mình. Đó là ý muốn ban đầu. Sáng Thế Ký chương 1 câu 28. Anh chị em thấy trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 28, tôi đọc cho anh chị em nghe nha. Sáng Thế Ký chương 1 câu 28, Chúa chép vậy: Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đây là nhiệm vụ của con người từ ban đầu, và đây chính là cái ý nghĩa cuộc sống của mỗi một con người từ ban đầu, và đây cũng là quyền hạn mà con người có, cuộc sống mà con người có trên đất ngay từ ban đầu. Anh chị em có amen với điều đó không ạ? Nhưng ngày hôm nay khi chúng ta nhìn ra thế giới và nhìn chính vào trong gia đình mình và cuộc sống của mình, chúng ta thấy có cái điều gì đó nó không giống với câu 28 này. Không giống, không giống tí nào. Chúng ta thấy đầy dẫy những sự đau đớn và thất bại. Cái sự đau khổ hình như nó nhiều hơn và rất nhiều hơn cái sự cai trị và vui hưởng trong cuộc sống. Cái sự thành công là một điều gì đó rất là hiếm hoi, còn phần lớn là những sự thất bại và hy vọng để được thành công. Cả cuộc đời con người ta đi tìm cái sự thành công, đi tìm cái sự thịnh vượng. Và trên thế giới này có 7 tỷ người,
Nhưng mà số lượng của triệu phú và tỷ phú như hạt cát trong sa mạc, như giọt nước ở giữa đại dương, ít lắm, rất là ít. Việt Nam 98 triệu người mà tỷ phú không biết có mấy người à, tôi cũng không đếm có mấy người, nhưng mà ít lắm, rất là ít à. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy có cái điều gì đó đang sai trật trong đời sống con người, anh chị em thấy không ạ? Và thực tế hơn một tí à, có những con người muốn thành công nhưng mà nó không thành công. Có những con người rất là tài giỏi thông minh nhưng mà sao cứ thất bại miết à, anh chị em ra mang điều đó không ạ? Chứ không phải tâm trí họ bất thường đâu. Tôi thấy có những em học rất giỏi nhưng mà thi cứ rớt miết rồi. Học ở trong trường phổ thông thì điểm 9, điểm 10 nhưng mà đi thi đại học là rớt à. Học ở trong trường rất là giỏi nhưng mà đi làm được 1-2 tháng bị sếp đuổi á. Rồi có một số người làm cái gì cũng gãy gánh nửa đường, không có cái gì đến cuối cùng được à. Rồi có một số người khi sinh ra và lớn lên rất là khó khăn để lập gia đình, và nếu lập được gia đình thì một thời gian sau cãi vã và ly hôn. Cái đó cứ tái đi tái lại trong cái đời sống của họ, phải không ạ? Rồi một số những trường hợp khác, anh chị em thấy rằng có những gia đình tất cả những thành viên trong gia đình chết với cùng một thứ bệnh như nhau, ví dụ như ung thư gan, lao phổi à, chết với cùng một thứ bệnh. Cha mẹ chết cũng bằng cái bệnh đó, đời con cái cũng chết bằng cái bệnh đó. Chúng ta thấy có một cái gì đó, nếu mình chịu khó ngồi đếm và suy ngẫm, chúng ta thấy được con người đang bị ảnh hưởng dưới một quyền lực nào đó rất có hệ thống, rất có hệ thống à, nó làm như vậy. Và con người không hiểu lý do tại sao à, lý do tại sao. Tôi chưa kể đến những cái ác mộng, trầm cảm, tâm thần ở trong nhiều cái dòng họ của loài người, chưa kể đến những chuyện đó. Còn có những trường hợp nặng hơn là những cái dòng họ chuyên có người tự sát nữa. Kinh Thánh cho biết ma quỷ đến để cướp, giết và hủy diệt, nhưng Đức Chúa Trời đến để cho con người sự sống và sống dư dật. Nếu chúng ta suy ngẫm câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy được rằng trong đời sống của nhân loại hiện nay có một quyền lực đang cướp, giết và hủy diệt họ. Quyền lực đó vô hình, quyền lực đó không nhìn được và không hiểu được bằng cái tâm trí này, khiến cho con người ta cứ liên tục thất bại, bị trì hoãn và bị đau yếu, bị bệnh tật, bị kém cỏi ở trong cuộc đời của mình và không giải quyết được. Hết thế hệ ông cha, rồi đến thế hệ con cháu, rồi đến tiếp thế hệ thứ ba, thứ tư, thứ năm, và liên tục như vậy nó truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, và cả đại gia đình bị đau đớn dưới cùng một cái sự gọi là hành hạ như vậy. Và anh chị em à, từ chỗ đó đó, Chúa Giêsu giáng sinh, Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, Chúa Giêsu phục sinh để giải quyết những cái điều mà con người không thể giải quyết được, như tôi vừa kể cho anh chị em nghe, con người không thể giải quyết được đó. Đó là thực trạng. Thực trạng của mỗi người là gì anh chị em? Là gì? Là bên trong đời sống của họ có một kẻ cướp giết hủy diệt mạnh sức đang sống. Không quan trọng là anh chị em đã tin Chúa rồi hay là anh chị em chưa tin Chúa, nhưng nếu anh chị em tra xét đời sống của mình mà nếu thấy có những dấu hiệu đó, thì tôi chắc với anh chị em một điều rằng kẻ mạnh sức vẫn đang ẩn ở trong đời sống anh chị em. Bởi vì kẻ trộm cướp này chỉ có đuổi thì nó mới đi, chứ nó không bao giờ tự nó đi cả. Đó là sự thật. Nhiều người cho rằng cứ hãy tin Chúa là nghiễm nhiên được tự do, nhưng không phải đâu. Anh em hãy để ý cái câu Kinh Thánh mà anh chị em vừa nghe. Nhưng trước khi đọc câu Kinh Thánh này, tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe trong Ma-thi-ơ chương 12, để chúng ta thấy cái thực trạng
của chính đời sống của mình. Và hy vọng rằng lời của Chúa ngày hôm nay soi sáng chúng ta, soi sáng tất cả anh em mình đang ngồi bên dưới. Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe từ câu thứ 25, từ câu thứ 25 đến câu thứ 29. Anh chị em chú ý nha. Ma-thi-ơ chương 12, Ma-thi-ơ chương 12. Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ thì phán rằng: một nước mà chia sẻ nhau thì bị phá hoang, một thành hay một nhà mà bị chia sẻ nhau thì không còn được. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan ấy là tự nó chia sẻ nhau thì nước nó làm sao còn được ư? Và nếu ta nhờ Bên-xê-bun mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi đó chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người đó. Dành chú ý đến câu Kinh Thánh này, nó cho chúng ta nhiều lẽ thật lắm, nhiều nhìn lẽ thật lắm. Thứ nhất ấy, lẽ thật thứ nhất là vương quốc tối tăm của Satan là một chính thể có lớp, có lan, có thứ tự đàng hoàng, chứ không phải nó là một cái thứ mà lộn xộn như cái đám gọi là quân loạn quân ở ngoài kia, không phải đâu. Nó là một đất nước thuộc linh, có uy quyền, có thứ tự. Nơi đó Satan là chú quỷ đang điều hành tất cả những ác linh, uế linh và quỷ sứ của nó để làm cái điều mà anh em vừa nghe: cướp, giết và hủy diệt. Điều thứ hai mà chúng ta học ở đoạn Kinh Thánh này là không bao giờ có cái chuyện quỷ mà đi trừ quỷ, tất cả chỉ là lừa dối cả. Nhất là ở đất nước Việt Nam chúng ta, khi những con người chưa biết Chúa đó, họ bị tà nhập, bị cái nọ cái kia, và họ tìm đến một ông thầy pháp, tìm đến một ông thầy bùa, và họ bảo là đến đây để cho trừ quỷ. Ông thầy bùa làm phép xong rồi rút cái roi da ra đánh tơi bời khói lửa hết, bảo đánh cho nó quỷ nó xuất đi, nhưng mà đánh dập đầu dập cổ, cuối cùng chẳng thấy quỷ xuất đầu. Và hơn nữa nó còn lừa người ta. Khi đem đến một ông thầy pháp, ông thầy pháp ông làm một cái lễ ông cúng, con quỷ nó hiện ra, nói được rồi, bây giờ tao là đại tá thuộc linh, bây giờ tao đến tao đuổi cái thằng thiếu úy ở trong cái con người này đi, cút đi để ta đại tá ta vô. Tức là càng đến thầy pháp thì con quỷ nhập vào sâu càng quyền lực hơn, và cái tình trạng của cái người bị nó đó càng khốn khổ hơn. Cho nên qua cái lễ thật này, tôi muốn nói với ông bà anh chị em cũng như những khán thính giả đang theo dõi trên livestream của Hội Thánh Nhà Muôn Dân, không có chuyện quỷ trừ quỷ, không có chuyện thầy bùa thầy pháp trừ quỷ, chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới trừ quỷ được. Đó là sự thật. Và sự thật này sẽ giải phóng cuộc đời của anh chị em. Sự thật này sẽ khiến cho anh chị em tìm đến được chân lý, đó chính là Chúa Giê-xu bởi Thánh Linh của Ngài sẽ cột trói ma quỷ và làm cho anh chị em được tự do. Điều thứ ba mà chúng ta học ở đây là gì? Điều thứ ba mà chúng ta học ở đây là có một kẻ mạnh sức ngự ở trong những con người mà bị nó ám và nó cột trói, bị nó cầm buộc. Cho nên hỏi ông bà anh chị em và khán thính giả trên trên mạng internet, hãy kiểm tra đời sống của mình, xem thử đời sống của mình có những dấu hiệu nào có biểu hiện của sự cướp giết hủy diệt của Satan không. Đời sống mình có vật vã để thành công không? Đời sống mình có gọi là buồn rầu lo lắng bất an không? Đời sống của mình có cay đắng giận hờn mà không thể thoát được không? Đời sống của mình có bị trầm cảm đau khổ cô đơn, cảm thấy là lạc lõng trong cuộc đời này không? Cảm giác bị ruồng bỏ không? Đời sống của mình có những căn bệnh nào mà đến bệnh viện chữa mãi không khỏi không? Hay là trong cuộc sống cá nhân của mình có bao giờ mà mình không thể ngủ được và gặp lấy những ác mộng ở trong giấc ngủ không? Hoặc là đời sống của mình và gia đình mình liên tục bị cãi vã những chuyện không đâu,
suốt ngày cứ đòi ly hôn ly dị. Anh chị em ơi, nhiều chuyện lắm. Hãy kiểm tra, hãy kiểm tra những dấu hiệu đó. Nếu có thì tôi khẳng định với ông bà anh chị em rằng kẻ mạnh sức vẫn tồn tại trong đời sống anh chị em, và nó phải được đuổi đi nếu anh chị em muốn tự do. Đó là sự thật. Kinh Thánh chép rằng có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói đã rồi mới cướp của được. Nếu chúng ta không cậy danh của Giê-xu, không cậy Thánh Linh của Chúa để mà cột trói xua đuổi cái kẻ mạnh sức hiện diện trên đời sống chúng ta trước khi chúng ta tin Chúa, có thể di truyền từ tổ phụ ông bà, có thể di truyền từ đâu đó ở trong cái đời sống tội lỗi của mình trước khi bên Chúa, nó đã đến nó ngự trong cuộc đời của mình, thì ngày hôm nay nó cần phải được cột trói và đuổi đi. Để làm gì vậy? Để làm gì? Nghe Chúa Giê-xu nói nè: mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Thưa anh chị em là người tin Chúa, có những lúc chúng ta đã có đức tin, đã đi theo Chúa rồi, thấy được những lời hứa của Ngài tuyệt vời rồi, mà sao cuộc đời mình không với tới được những lời hứa đó? Chúa hứa bình an mà mình không có bình an, Chúa hứa vui mừng mà mình không có vui mừng, Chúa hứa chữa lành mà sao mình mãi không được chữa lành, Chúa hứa được sự thịnh vượng mà mình đi với Chúa 30 năm rồi chẳng thấy thịnh vượng đâu. Anh chị em ạ, nước thiên đàng chưa tới trong cuộc sống của anh chị em có một lý do: bởi vì ma quỷ vẫn đang cầm buộc trong đời sống của anh chị em. Đó là sự thật. Cho nên Chúa Giê-xu nói: nếu ta dùng Thánh Linh mà trừ quỷ, trừ đi ra, thì nước Đức Chúa Trời mới đến. Đó là sự thật. Cho nên lẽ thật này đã bị bỏ qua nhiều hội thánh, đã bị bỏ qua nhiều sự dạy dỗ, và khiến cho con cái của Đức Chúa Trời sống một cuộc đời leo lắc trên đất này, trong khi đang có đức tin, trong khi yêu mến Chúa hết lòng, trong khi trung tín đi nhóm lại, trong khi trung tín dâng 1/10, nhưng mà cuộc đời vẫn leo lắc như ngọn đèn trước gió. Tôi nói sự thật để cho anh chị em được tự do. Anh chị em có amen với điều đó? Đó là sự thật. Và ngày hôm nay chúng ta phải nhìn vào Kinh Thánh để thấy rằng chúng ta cần phải kiên quyết để xử lý kẻ mạnh sức trong cuộc đời của mình qua những dấu hiệu, những việc làm của nó. Dù nó là vô hình nhưng nó đi, nó vẫn để lại những dấu chân. Anh chị em thấy những con người ở đi trên cát không? Dù đi 1-2 giờ đêm có để lại dấu chân không? Ma quỷ dù là vô hình nhưng khi nó hành động trong đời sống của một con người, nó vẫn để lại dấu vết của nó: ác mộng, trầm cảm, thất bại, trì hoãn, bệnh tật, đau yếu, trói buộc, đổ vỡ hôn nhân, ly hôn ly dị, rồi đủ thứ tội lỗi khác. Đó là dấu vết của Satan. Amen nhé. Dấu vết, chúng ta phải khôn ngoan để mình tìm ra những cái dấu vết của nó trong đời sống của mình và thành thật trước mặt Chúa. Và khi mình thành thật nhờ trước mặt Chúa thì chúng ta được tự do. Tự do. Rồi, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã nói trong Giăng đoạn 8 mà câu Kinh Thánh mà anh chị em vừa học thuộc lòng đó. Chúng ta bắt đầu đi đến cái chỗ này. Đây tôi gọi là cái lễ thật giải cứu của Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta chịu khó nhìn nhận và nghiên cứu cái câu Kinh Thánh này, chúng ta tìm ra được cái bí quyết để cuộc đời mình được giải cứu. Chúa Giê-xu nói là những người tin Ngài đó: nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta. Đó là cái thứ nhất nha anh chị em. Hằng, hằng có nghĩa là thường xuyên, lúc nào, từ sáng đến chiều, tâm trí tấm lòng hằng ở trong lời của Chúa. Còn nếu mà lâu lâu khi nào mà nhức đầu mới dở Kinh Thánh á, thì đó không phải là hằng ở trong đạo Chúa, mà cứ bỏ thứ xác. Nhưng mà khi mà nhức đầu mới đem Kinh Thánh ra dở rồi bắt đầu đọc: bởi lần roi Chúa con được lành, bởi lần roi Chúa, nó không có hiệu nghiệm đâu.
Tôi đảm bảo chị không, Kinh Thánh này không phải là thần chú, phải không ạ? Để mà khi có việc rồi bắt đầu đem ra đọc. Không phải. Cho nên chị hãy chú ý lời Chúa Giêsu: nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì là môn đồ của ta. Đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai, các ngươi biết lẽ thật, biết nó, nhận biết nó, hiểu nó, thực hành nó, thì lẽ thật sẽ làm cho các ngươi được tự do, buông tha, cởi trói các ngươi ra. Cái tự buông tha là có nghĩa là cởi trói các ngươi ra. Cái chữ buông tha là cởi trói đó, tức là con người đang bị trói buộc bởi những xiềng xích của Satan. Giống như người ở tù vậy, không ạ? Đem nó gông người lại, nó đeo xích vô người đi rất khó khăn và không làm được cái gì cả. Anh em thấy có người nào mà bị xích chân xích tay mà làm được cái trò trống gì không? Không làm được. Cho nên có những sợi dây xích thấy được thì còn tháo được, còn có những sợi dây xích anh em không thấy được thì cái này chỉ phải nhờ lẽ thật mới tháo được. Tôi muốn anh em mình chú ý cái đó nha. Lẽ thật, lời của Chúa. Rồi câu 36, Chúa Giêsu nói sao anh em? Nếu con buông tha thì các ngươi được tự do. Anh em ạ, nó có hai bước quan trọng lắm, rất quan trọng. Bước đầu là anh em biết lời Chúa, và bước thứ hai không kém phần quan trọng là anh em phải được gặp gỡ Chúa Giêsu. Anh em phải được rờ chạm Ngài trong hội thánh bởi sự hiện diện của Thánh Linh Ngài. Cái này nhiều người thiếu, nhiều người thiếu. Chúng ta chỉ có học lời Chúa và học lời Chúa, nhưng mà chúng ta chưa một lần để cho Ngài chạm vào cuộc đời và tấm lòng chúng ta. Chưa bao giờ biết sự cảm động của Đức Thánh Linh, sự rơ chạm của Chúa Giêsu. Để những kẻ mạnh sức đang tồn trú trong tấm lòng này, nó phải bị lửa của Đức Thánh Linh đốt cháy và nó phải bỏ chạy. Cái đó quan trọng lắm anh em, rất quan trọng, rất quan trọng. Cho nên sự đụng chạm của Chúa, anh chị em đọc trong các sách Phúc Âm sẽ thấy tràn lan khắp Kinh Thánh. Hai người mù, rồi một người mù ở thành Jericho, ông mù và ông ăn mày. Nhưng khi Chúa Giêsu phán một lời, rơ chạm một lần, mắt sáng lên, vì ông ấy nghe nói về Chúa Giêsu. Ông la lên và ông gặp gỡ Chúa Giêsu. Một người bại liệt 38 năm nằm ở hồ Bethsaida, nhưng khi Chúa Giêsu nói một lời với ông, trò chuyện với ông và ông muốn được chữa lành, Chúa Giêsu nói rằng hãy đứng dậy vác giường ngươi mà về. Lập tức đứng dậy vác giường mà về. Anh chị em ạ, gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời mình. Bất kể một người nào đã từng chạm được với Chúa Giêsu thì người đó được tự do. Người đàn bà mất huyết 12 năm, tốn hết bao nhiêu tiền của, nhưng trong đám đông bà đã cố gắng len lỏi đến và chạm được trong áo của Chúa Giêsu. Điều gì xảy ra anh chị? Tự do hoàn toàn. Cho nên ở đây cái bước mà biết lễ thật á, tôi nghĩ rằng ông bà anh chị em biết rất nhiều. Phải học Kinh Thánh, phải suy ngẫm Kinh Thánh, phải đọc Kinh Thánh, phải học trường Kinh Thánh, phải thế này, phải thế kia. Và ngày hôm nay là ngày cái thời đại của công nghệ thông tin, cho nên tôi nghĩ tri thức, kiến thức Kinh Thánh của anh chị em quá nhiều, ngập cả đầu luôn. Nhưng mà cần phải tiêu hóa nó anh chị em ạ. Tiêu hóa nó, đừng có chỉ ngậm ở miệng không. Tiêu hóa, đừng chỉ để ở trong cái đầu, hãy để nó trong lòng và tiêu hóa nó. Thì đó là bước một để chúng ta được tự do. Bước thứ hai, hãy nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con cần được gặp gỡ Ngài, con cần được Ngài rờ chạm. Anh chị em thấy ở hội thánh nhà muôn dân mà, mỗi lần cầu nguyện anh chị em thấy Chúa Thánh Linh rờ chạm mình không? Tự dưng anh chị em bắt đầu cảm thấy cái gì đó cuộn cuộn và cảm động trong lòng. Anh chị em khóc như chưa bao giờ từng khóc. Anh em như đứa trẻ con vậy đó. Cái đó đâu ra vậy anh chị em?
đó chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu hiện diện thì Ngài mới rơ được vào trong tâm linh của anh em để giải phóng con người. Còn nếu không thì chỉ là cái nỗ lực của con người bề ngoài thôi. Những lời khuyên, những lời tư vấn, những lời khích lệ, nó cũng chỉ là bề ngoài thôi. Tôi nói với anh em, chỉ khi nào Chúa Giêsu hiện diện với Đức Thánh Linh rơ vào được trong tâm linh của anh em thì Kinh Thánh chép rằng anh chị em được tự do. Cái đó là cái mà chúng ta cần. Chúng ta cần một hội thánh đầy dạy Đức Thánh Linh. Chúng ta cần những con người đầy dạy Đức Thánh Linh. Chúng ta cần những con người mang lấy ơn và quyền của Đức Thánh Linh để giúp đỡ chúng ta. Chúa Giêsu hành động, Ngài đâu có, mình đâu có nhìn thấy. Ngài hành động qua tôi tớ của Ngài. Ngài hành động qua những con người mà Ngài chọn lựa. Ngài hành động qua những hội thánh mà Ngài chọn lựa. Ngài hành động qua những hội thánh mà Ngài nói rằng đủ điều kiện để Ngài ngự ở trong. Đó là sự thật. Cho nên tôi khuyên anh chị em, hãy tìm đến nơi Chúa hiện diện. Khi cuộc đời mình gặp những sự bất trắc, khi cuộc đời mình có những cái dấu hiệu đó, chúng ta cần làm hai bước. Hãy đọc và tin Kinh Thánh. Bước thứ hai, hãy tìm đến nơi Chúa Giêsu hiện diện. Khi chúng ta làm được hai bước đó, chúng ta bắt đầu tiếp nhận sự tự do. Anh chị em sẽ thấy những con quỷ ở trong đời sống của mình, nó bắt đầu chuyển động, nó bắt đầu hành hạ, nó bắt đầu trỗi dậy, nó bắt đầu la hét, nó bắt đầu gây cho anh chị em khó chịu. Nếu mà một con nhái bỏ vào nồi nước lạnh thì nó nằm im chơi sướng quá. Như một con nhái mà quăng vô nồi nước sôi thì sao nha? Nhảy lung tung. Cho nên tôi nói cho em, có những người bình thường, rất bình thường, nhưng mà khi Đức Thánh Linh hiện diện một cái là lộ diện lại. Giống như nhà hội ở trong sách Mác, con người này bao nhiêu lần đi trong nhà hội nghe Kinh Thánh. Bây giờ mình đọc nha. Anh đọc cái câu chuyện này nghe cho nó hấp dẫn tí xíu. Trong sách Mác anh nha. Trong sách Mác chương 1 câu 23 nha. Câu 21 cái 21. 21 trở đi ha, tôi đọc anh chị em nghe. Câu 21 trở đi. Chúng ta xem cái chỗ này để biết được rằng sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong hội thánh là quan trọng dường nào. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong gia đình mình là quan trọng dường nào. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong cái buổi nhóm tế bào là quan trọng dường nào. Sự hiện diện của Chúa trong tất cả những kỳ bồi linh, những nơi nhóm lại là quan trọng đến mức độ nào. Nó quyết định tất cả mọi điều anh em ạ. Chúng ta nhóm lại dù có đông hàng ngàn người mà Chúa không hiện diện thì đó là chúng ta tự chơi đồ hàng với nhau thôi. Biết chơi đồ hàng không? Đó, chơi đồ hàng với nhau thôi rồi đi về. Cho nên cái quan trọng khi chúng ta nhóm lại là Chúa phải ngự ở nơi đó để chúng ta thờ phượng Ngài, và chúng ta có cơ hội rời chạm Ngài. Đó mới là quan trọng. Và tôi nghĩ rằng các thầy Pharisee và người thông giáo này đã chơi đồ hàng mấy chục năm rồi. Nhưng mà cái ngày hôm nay là ngày cực kỳ đặc biệt vì có Chúa Giêsu đi vào giảng đạo ở đó. Và anh chị em hãy nghe nha. Kế đó, khi đến thành Capernaum, nhằm ngày Sa-bát, tức thì Chúa Giêsu vào nhà hội, khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chứ không phải như các thầy thông giáo đâu. Anh chị em thấy không ạ? Khác nhau hoàn toàn, phải không ạ? Các thầy thông giáo thì chỉ in ra lên đọc thôi rồi về, đọc xong rồi amen rồi chúng ta về. Đó là các thầy thông giáo đó, dạy vậy đó. Nói A, B, C, D rồi dưới thì ai ngủ thì cứ ngủ, ai thức thì cứ thức, xong rồi là chúng ta amen, đánh tiếng trống cái rồi đi về. Đó là thầy thông giáo. Nhưng Chúa Giêsu dạy khác. Ngài dạy khiến cho lòng người sao ạ? Cảm động. Ngài dạy mà cái lời của Ngài toát ra cái quyền năng, làm cho người nghe cảm thấy là không chán không mệt. Đó là quyền năng.
Tiếp theo câu 23, và cũng lúc ấy trong nhà hội có người bị tà ma ám kêu lên rằng: hỡi Giêsu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giêsu nghiêm trách nó mà rằng: hãy nín đi, ra khỏi người này. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, rồi ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma mà nó cũng vâng lời. Danh tiếng Đức Giêsu tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Galilea. Anh em thấy câu chuyện rất là khích lệ phải không ạ? Đó, cái ngày hôm đó là cái ngày đặc biệt. Cái ngày đặc biệt bởi vì Chúa Giêsu bước vào nhà hội để giảng lời của Chúa sau khi Ngài mặc lấy quyền phép Thánh Linh trở về từ sa mạc. Ngài từ sa mạc trở về và Ngài mặc lấy quyền phép Thánh Linh, và Ngài vô, Ngài mở Kinh Thánh ra và bắt đầu Ngài đọc, Ngài giảng. Không có một lời cầu nguyện nào ở đây, cũng không có đặt tay đuổi quỷ gì ở đây, cũng không có nói một cái gì liên quan đến ma quỷ ở đây. Ngài chỉ đọc và giảng lời của Đức Chúa Trời thôi. Nhưng sao anh chị em? Nhưng điều gì? Có một người ngồi tuốt ở đằng sau kia nhảy dựng lên hét lên: ôi ông Giêsu, sao ông đến ông hành tôi? Mà Chúa đang đứng giảng ở trên bục giảng này có hành gì đâu, mà tại sao nó nói là Chúa Giêsu hành nó? Anh chị em biết lý do làm sao không? Anh em biết lý do sao không? Khi chúng ta nói ra lời Chúa bởi quyền phép Thánh Linh là chúng ta đang phun lửa vào đám đông. Đó là thế giới thuộc linh đó anh chị em. Khi chúng ta mặc lấy quyền năng mà nói lời của Đức Chúa Trời thì lời Ngài không phải lời bình thường. Lời anh chị em nói không bình thường nữa, mà là lửa phun ra. Nếu mắt thuộc linh chúng ta mở ra, chúng ta sẽ thấy mỗi lần lửa phun ra khắp mình đó. Có một lần tôi đi xuống dưới một cái nơi và tôi bắt đầu nói lời của Chúa cho một cái em đang cần cầu nguyện. Tôi cũng nói bình thường thôi, rất bình thường, bắt đầu diễn giải những cái vấn đề để chuẩn bị cầu nguyện và giải phóng người đó. Thì một người chị em đứng bên cạnh la lên, bảo là: tôi đã nhìn thấy khải thị. Khi mà mục sư nói những cái lời như thế thì tôi thấy lửa nó phun ra từ miệng và nó phủ đầy con người kia và bắt đầu run rẩy tất cả mọi thứ, có những cái biểu hiện rất là khác thường ở trên con người đó, mà càng phun lửa ra càng nhiều thì cái con người cứ càng run rẩy, càng toát mồ hôi, càng sợ hãi, càng ở đây đó. Và đó là cái khải thị mà Chúa cho người chị em đã thấy. Tôi thì không thấy, ví dụ tôi đứng đây tôi chẳng thấy gì, nhưng mà có thể biết đâu anh chị em nào đó đang ở dưới thấy sao, đúng không? Đó là chuyện bình thường. Nhưng ý tôi muốn nói rằng lời của Đức Chúa Trời khi anh em giảng bởi quyền phép Thánh Linh là anh chị em đang phun lửa ra. Lửa đang phun ra, anh chị em biết cái khò không? Cái khò mà chúng ta hay mua ngoài chợ, gắn bình ga vô bắt đầu khò là bung hết xích xiềng đó, đúng không? Thì anh chị em khi giảng lời Chúa là anh chị em biết cái miệng mình nó biến thành cái khò. Không, cái phổi là cái bình ga, đúng không? Phổi khò ra tất cả mọi thứ. Và một con quỷ nó ngồi tuốt đằng sau, nó nóng quá chịu không nổi: tại sao ông đến ông hành tôi trước thời hạn? Đó là lý do, phải không ạ? Đó là lý do. Ông hành tôi trước thời hạn, tôi không chịu nổi. Tại sao như vậy? Và nó la lên. Còn cho em biết không, trước đây con người này cũng đi nhà hội trung tín lắm, không vắng buổi nào, đi rất đúng giờ, ngồi đúng số ghế luôn. Nhưng mà cứ đi xong về không có chuyện gì hết đó. Cóc nhái ở trong đó nó đàn em nó nói: sướng quá, hôm nay được vô ngồi máy lạnh rồi về sướng. Quỷ nó thế, ngồi máy lạnh sướng quá, nó chẳng có giải quyết gì cả. Nhưng mà hôm nay sao mà bên ngoài thì máy lạnh mà trong nóng quá chịu không được. Nó mới thấy lạ và nó phát hiện ra là hôm nay người giảng không phải là thầy thông giáo mà là Chúa Giêsu con của Đức Chúa Trời. Nó phát hiện ra như thế và nó nói lên là: tôi biết ông là ai, tôi biết ông là ai. Những người khác không biết, nó biết. Tôi biết ông là ai, ông là đấng thánh của Đức Chúa Trời, ông là con của Đức Chúa Trời hằng sống,
ông là cứu Chúa của thế gian. Ông đến để ông hủy diệt quyền lực của chúng tôi. Ông đến để ông cột có chúng tôi. Ông đến để ông xua đuổi chúng tôi. Ông đến để tôi không thể ở được trong những con người mà tôi chiếm hữu. Và cuối cùng nó sao nhé? Nó vật xuống và nó xuất đi. Anh chị em có thấy gặp gỡ Chúa Giêsu quan trọng không? Không quan trọng. Và nhiều hội thánh ngày hôm nay cần cái sự kiện này. Tôi muốn nói với tất cả anh chị em rằng hội thánh đang đứng trước một thách thức, phải khôi phục lại hội thánh ban đầu ở trong công vụ các sứ đồ. Hội thánh là nơi Chúa Giêsu hiện diện và không có con quỷ nào có thể đứng được trong hội thánh của Chúa. Đó mới là hội thánh. Chứ hội thánh mà quỷ đi chơi trong nó như đi đá bóng thì thôi hỏng hết rồi. Bao không được. Hội thánh là nơi mà quỷ ma phải la hét bỏ chạy. Hội thánh là nơi chỉ có thần của Ngài và các thiên sứ thánh ngự trị mà thôi. Đó mới là hội thánh. Cho nên cho em ạ, tôi khích lệ tất cả anh chị em hãy sống một đời sống đầy dậy Đức Thánh Linh. Nếu anh chị em còn cảm thấy rằng trong con người mình có một kẻ mạnh sức, có một điều gì đó đang giới hạn cuộc đời của mình, thì tôi muốn khích lệ anh chị em hôm nay hãy gặp gỡ Chúa Giêsu ngay tại bây giờ. Hãy nói với Chúa Giêsu rằng: hỡi Giêsu con David, con cần Ngài, xin thương xót con, xin rơi chạm vào cuộc đời con, xin đụng vào tâm linh của con, xin đụng vào tấm lòng của con và cho con được tự do. Tất cả anh chị em ạ, anh chị em, tôi khích lệ anh chị em nghe quyển sách Mỗi Cơ Đốc Nhân Cần Được Giải Cứu ở trên sách nói của hội thánh. Có nhiều người người ta nói là tôi là Cơ Đốc Nhân không cần giải cứu. Ok, tốt thôi. Nhưng mà tôi vẫn khẳng định với anh chị em rằng là mỗi chúng ta cần được giải cứu. Tại vì chúng ta có một quá khứ trước khi đến với Chúa. Chúng ta đã từng sống một đời sống tội lỗi trước khi gặp Chúa Giêsu. Chị em có amen điều đó? Chỉ cần một tội thôi đã rước quỷ vào người rồi. Chỉ cần chúng ta tà dâm thôi đã rước quỷ vào người rồi. Chỉ cần chúng ta nóng giận thôi đã rước quỷ vào người rồi. Chỉ cần chúng ta ăn tục nói bậy thôi đã rước quỷ vào người rồi. Chỉ cần chúng ta không tha thứ ghim gút thôi đã rước quỷ vào người rồi. Thế mà tại sao chúng ta dám nghĩ rằng mình không cần được giải cứu? Mình cần được giải cứu để cho cuộc đời chúng ta trở nên nguyên vẹn như lúc ban đầu, để cho chúng ta bắt đầu được cai trị trong đời sống mình, và chúng ta được nhân lên kết quả trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống và làm vinh hiển danh của Chúa Giêsu. Một con người sống liên tục phải bị nan đề khó khăn áp bức thì đó không phải là cuộc sống làm vinh hiển Chúa. Anh chị em có amen điều đó? Dù chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa, chúng ta tin Chúa cỡ nào, nhưng mà cuộc sống của chúng ta hết sập cái hố này đến sập cái hố khác, đi từ xấu hổ này đến xấu hổ khác, đi từ cái trần truồng này đến trần truồng khác, thì anh chị em ạ, chúng ta không làm vinh hiển Chúa đâu. Ngày hôm nay tôi muốn nói với anh chị em rằng chúng ta cần gặp Chúa Giêsu để chúng ta được giải cứu hoàn toàn. Tiếp theo tôi muốn nói cho anh chị em một chút xíu nữa. Giải cứu rồi để làm gì? Tôi tin rằng ngồi ở dưới đây có những anh em đã được tự do, cũng có những anh em chưa được tự do. Nhưng tôi muốn nói chung rằng sau khi mình giải cứu xong, sau khi cuộc đời mình khởi sắc, sau khi mọi lĩnh vực trong cuộc đời mình được phục hồi, rồi làm gì? Chúng ta lại tiếp tục sống một cuộc đời như trước hay sao? Không, tôi tin rằng Chúa có mục đích. Chúa giải cứu chúng ta có mục đích anh chị em ạ. Chúa giải cứu chúng ta không phải để cho chúng ta tiếp tục sống cuộc đời cho mình, mà sống cho Ngài. Đó là mục đích, đó là ý nghĩa. Cho nên tôi để ý tôi thấy ấy, tất cả những người nào sau khi được giải cứu xong mà vẫn tiếp tục sống cho mình ấy, thì cái khả năng tái lại rất lớn, rất lớn. Nhưng mà tôi thấy những con người nào
mà họ bằng lòng đầu phục cuộc đời mình cho Chúa Giêsu, tiếp tục sống cho Ngài, hết lòng yêu Ngài, tận hiến cho Ngài và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài đã giải thoát con, Ngài đã mua con từ tay của ma quỷ, bây giờ con sống cho Ngài. Những con người đó tôi để ý, tôi thấy đi từ vinh hiển này đến vinh hiển khác. Đó là sự thật anh chị em. Cho nên sau khi giải cứu xong, chúng ta cần phải thay đổi tâm trí này để bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu một cuộc sống cho Chúa Giêsu. Và biết rằng cuộc đời mình, linh hồn mình, thân thể mình, tài sản mình, tất cả những gì mình có không là của mình nữa, mà là Ngài đã mua chúng ta từ tay của ma quỷ. Cho nên ở đây tôi thấy đó, trước khi chúng ta bị ma quỷ cầm buộc, chúng ta có cái tư tưởng là một người nô lệ, đúng không? Nô lệ. Nô lệ có nghĩa là lúc nào cũng ăn xin ăn mày, lúc nào cũng cảm thấy mình thua thiệt, yếu đuối, lúc nào cũng cảm thấy mình là người không làm được việc gì, lúc nào cũng cảm thấy mình là người bất toàn bất năng và không có bằng bạn bằng bè. Cái tư tưởng nô lệ này cần phải được giải phóng anh chị em ạ. Phải thay đổi đi anh chị em. Nhớ dân tộc Israel không? Dân Israel đã làm nô lệ xứ Ai Cập 400 năm. Họ bị các pharaoh và những cái người ở xứ Ai Cập, các quan quyền ở Ai Cập bắt họ phải đi làm gạch, bắt họ phải làm lao động khổ sai, không cho họ quyền con người. Khi gia đình họ sinh một đứa ra được một bé trai thì bóp cổ quăng xuống sông cho nó chết, chỉ nuôi bé gái thôi. Họ khổ như thế. Và tư tưởng của họ là tư tưởng của một người nô lệ, mất hết quyền con người. Anh chị em à, dân Israel trong Ai Cập là hình bóng của chúng ta trước khi được Chúa cứu. Sự thật như vậy. Chúng ta đang sống trong thế gian này và bị những kẻ mạnh sức hành hạ, cày trên lưng chúng ta, cha đạp trên đầu chúng ta, nó bắt chúng ta phải phạm những tội mà chúng ta không muốn phạm, nó bắt chúng ta sống trong những cái cảm xúc mà chúng ta không muốn sống, nó bắt chúng ta sống trong những cái thất bại mà chúng ta cố gắng vượt qua cũng không được. Đó là hình bóng. Nhưng cho biết không, có một điều đáng buồn là khi Môi-se vâng lời Chúa cứu 2 triệu người Israel nô lệ này ra khỏi Ai Cập để dẫn họ vào đất hứa, họ đi trong đồng vắng, họ rẽ biển đỏ, họ làm Chúa làm những nhiều phép lạ dấu kỳ. Nhưng mà đáng buồn thay, cái tư tưởng nô lệ không ra khỏi đầu họ. Mặc dù thân xác họ đã bước ra khỏi Ai Cập rồi mà tư tưởng của họ chưa ra khỏi. Họ vẫn thèm củ hành củ kiệu, họ vẫn sống, họ nói rằng cuộc đời tôi sống, ý nghĩa trong cuộc đời tôi là được ăn củ hành củ kiệu thôi, còn xứ hứa đâu tôi không quan tâm. Có bao giờ chúng ta nghĩ vậy không? Sự sống đời đời đâu tôi không quan tâm, bây giờ tôi thích ăn củ kiệu thôi. Ai nghĩ vậy không? Đâu, hơi căng đấy. Cho nên là cái này là cái tư tưởng phải nói là cực kỳ là đáng kinh khiếp. Và kết quả là 2 triệu người đã chết sạch trong đồng vắng, chết sạch đồng vắng, và một thế hệ mới được dựng lên. Cái thế hệ mới được dựng lên này, họ có một cái tư tưởng khác cái thế hệ trước. Tôi nói cho em khác chỗ nào, họ không còn là những người nô lệ mà họ nghĩ mình là một chiến sĩ để chiếm xứ hứa. Khác. Thấy không? Anh em đọc sách Giô-suê sẽ thấy cái thế hệ mà theo Giô-suê nó khác hoàn toàn với cái thế hệ mà theo Môi-se, khác hoàn toàn. Cái thế hệ mà theo Môi-se là cái thế hệ lầm bầm, thèm thịt quá, rồi mai người bảo là thèm gì, thèm đủ thứ. Rồi cái thế hệ mà theo Môi-se là thèm đủ thứ hết. Và Môi-se thật sự, tôi đọc cái câu chuyện đó, tôi thấy ông Môi-se này ông nhìn nhục thiệt, chứ như tôi chắc thôi cho mồi lửa cho tiêu hết cho rồi, mệt quá chịu không nổi. Ông mồi lửa xong mà chính Chúa còn chịu không nổi, Chúa nói Môi-se, thôi Môi-se con đi tránh ra đi để tao cho nó mồi lửa, xong rồi tao dựng cho ngươi một dân mới, nó êm hơn, cái dân này không êm. Nhưng mà ông Môi-se thực sự là tôi thấy ông là nhân từ, ông quỳ xuống nói không được Chúa, không được, nó cứng đầu cứng cổ nhưng mà đừng làm thế, tội nó, kệ nó. Ông Môi-se là một người phải nói chịu đựng kinh khủng cái dân này.
nhưng mà Chúa chịu không được. Chúa dẫn đi 40 năm chết sạch, rồi cuối cùng ra một cái dòng dõi mới. Và cái dòng dõi này là dòng dõi chiến sĩ. Chiến sĩ. Dòng dõi này có một cái tư tưởng là gì? Chiến đấu, chiến thắng và cướp lấy chiến lợi phẩm cho cuộc đời của mình. À, tôi nghĩ tư tưởng này phải được in trong cuộc đời của mọi chúng ta ngồi đây. Tôi nói với anh chị em rằng, tôi nói tiên tri luôn, mỗi anh chị em là một chiến sĩ trong thế giới thuộc linh. Anh chị em sẽ chiến đấu và lột truân Satan để lấy chiến lợi phẩm cho cuộc đời của mình. Amen. Nó cướp sức khỏe của anh chị em phải cướp lại của nó. Nó cướp tài chánh của anh chị em, phải cướp lại của nó. Nó cướp sự bình an của anh chị em, hãy cướp lại của nó. Nó cướp sự vui mừng, sự hạnh phúc của gia đình anh chị em, hãy cướp lại của nó. Cuối cùng anh chị em phải làm cho Satan không có chỗ nghỉ yên ở trên đất này. Giống như con quỷ, nó đi ra khỏi người rồi, nó đi xa, dông dài tìm chỗ nghỉ ngơi, mà tìm mãi không được, không có chỗ luôn. Cho nên mỗi một chúng ta sau khi được giải cứu, anh chị em à, hãy sống như một chiến sĩ, hãy sống như một người lính. Đừng lấy việc đời này làm lụy cuộc đời mình nữa. Đừng để cho những tư tưởng thế gian này ngăn trở chúng ta bước theo Chúa để vui hưởng cái phúc hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đôi khi những cái điều tốt ngăn trở cái điều tốt nhất. Anh chị em thấy không ạ? Những cái điều ở trong thế giới này, mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời, mê đắm vàng bạc châu báu đất cửa nhà cửa đời này, nó là điều tốt, nhưng mà nó ngăn trở cái điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Đó là sự sống, sự sống sung mãn mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Sự sống mà mỗi ngày anh chị em được trò chuyện với Đức Chúa Trời. Sự sống mà mỗi ngày Đức Chúa Trời nắm tay anh chị em cùng chiến đấu. Sự sống mà mỗi ngày anh chị em vui hưởng sự bình an, vui mừng, yên tĩnh trong tâm hồn. Cái đó nó còn quý hơn vàng bạc châu báu đời này. Tiên tri Timi Jose nói như thế này mà tôi rất thích cái lời này của ông. Ông nói rằng nếu một người đạt cả được tất cả mọi điều trên thế gian này mà lòng không bình an thì người đó zero, không có gì. Cho nên sự bình an, sự vui mừng, sự yên tĩnh, cái sự thỏa lòng trong cuộc đời này mới là điều mà chúng ta cần phải giữ. Và điều đó anh chị em à, chỉ có ở trong Chúa Giêsu mà thôi. Cho nên tôi nói anh chị em hãy mất hết tất cả mọi điều vương vấn ở đời này để chúng ta đạt được cái sự trưởng thành trọn vẹn ở trong Chúa, và chúng ta sẽ là những người lính giỏi cho Đấng Christ. À, chiến đấu, chiến thắng và gì á? Thu chiến lợi phẩm. Tôi khích lệ anh chị em về đọc lại sách Giô-suê. Giô-suê cả cuộc đời ông đánh 31 trận. À, đánh đầu thắng đó. Đánh đầu thắng đó. Chỉ có một cái trận ở thành A-hi là do A-can phạm tội cho nên mới bị bỏ chạy thôi. Còn lại là thắng tuốt lúc hết. Và ông đi tới đâu là ông sang phẳng tới đó. Ông lấy sạch tất cả những gì của quân thù. Và từ một cái đất Canaan nằm trong tay của quân thù, sau 31 trận đánh đó, cả cái xứ hứa Canaan thuộc về ông, thuộc về các chi phái của Israel. Anh chị em tưởng được không? Và ngày hôm nay khi Chúa giải cứu chúng ta, Chúa cũng có một cái ước muốn như vậy. Thưa anh chị em, mỗi cuộc đời chúng ta phải chiến đấu để bước vào sứ hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải chiến đấu để chúng ta có thể vui hưởng những điều mà Chúa hứa dành cho cuộc đời của mình chàng. Chứ không phải rằng là giải cứu xong để đó. Và một trong những nguyên nhân mà con người cần giải cứu là gì? Một trong những nguyên nhân mà con người cần giải cứu là bởi vì chúng ta chưa thực sự cai trị, chưa thực sự vui hưởng, chưa thực sự kết quả, chưa thực sự nhân lên ở trong đời sống của mình, cho nên mình mới cần giải cứu. Giải cứu xong thì chúng ta phải cần gì ạ? Kết quả, cai trị, nhân lên và vui hưởng được cái cuộc sống của mình. Thế mới đúng. Chứ giải cứu xong mà cũng như không, thế là giải cứu để làm gì? Phạm gia, giải cứu chẳng đến làm gì cả. Cho nên tóm lại buổi trưa hôm nay tôi muốn nói với anh chị em có 4 điều rất là quan trọng. À,
Chúa muốn tôi được tự do cai trị trong cuộc sống của mình, nhân lên và kết quả. Tôi nhắc lại nha, anh chị em có thể đọc lại cùng với tôi được không ạ? Chúa muốn tôi được tự do cai trị trong cuộc sống, nhân lên và kết quả. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, có một kẻ mạnh sức phải bị cột trói và đuổi đi là điều kiện để cho nước trời vinh quang được phát triển trong tôi. Đem ý nghĩa nào? Kẻ mạnh sức phải được cột trói và đuổi đi là điều kiện để cho nước trời vinh quang được thể hiện trong đời sống của tôi. Chúng ta phải chú ý cái điều này nha. Thứ ba, chúng ta cần phải hiểu biết lẽ thật và cần được gặp gỡ Chúa Giêsu để được tự do hoàn toàn. Hai điều kiện. Chúng ta phải cần hiểu biết lẽ thật và được gặp gỡ Chúa Giêsu để được tự do hoàn toàn. Ok. Và cuối cùng, tôi sống như một người lính. Tôi sống như một người lính chiến đấu, chiến thắng và thu chiến lợi phẩm. Bốn điều. Hôm nay chúng ta học bốn điều này và tôi tin rằng anh chị em đã lãnh hội được. Amen. Anh chị em đã lãnh hội được. Xin Chúa ban phước cho lời của Ngài. Anh chị em có thấy rằng là những lời này khai sáng cái tâm của mình buổi trưa hôm nay không? Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa.